Anh Lân. Anh đây. Ngoài mẫu kính mà anh đang chuẩn bị đeo ra, mình còn mẫu nào độc lạ hơn nữa không anh? Có em, có một mẫu. Mẫu này vô cùng đặc biệt luôn em. Anh mới vừa hoàn thiện xong và ý tưởng này là của anh luôn. Và bây giờ anh mời em và tất cả quý khách theo Kỳ Lân để xem sản phẩm chiếc mắt kính đặc biệt và đẳng cấp sang trọng thượng lưu của Kỳ Lân Luxury. Ở clip trước thì Kỳ Lân có review một chiếc kính cũng rất đặc biệt, vàng hồng, kính tròn, cũng đặc trưng đặc biệt của Kỳ Lân Luxury rồi. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là chiếc kính được làm từ vàng trắng. Và chiếc kính này Kỳ Lân thiết kế vẽ trên file dựa trên cái khuôn mặt của mình. Và Kỳ Lân đã hoàn thiện gọi là đo ni đóng giày á, để mà hoàn thiện hợp với khuôn mặt của mình luôn. Hình vuông và Kỳ Lân có xéo hai góc ngay bên cạnh bên sống mũi để nó cảm thấy mình đeo vào mình thoải mái nhất, chứ không để là vuông luôn. Và ở đây chúng ta cũng thấy được là nó có một độ cong nhẹ ở hai bên hông, tạo thành một cái sự tuy là vuông nhưng mà sẽ là uyển chuyển, nó nhẹ nhàng và nhìn rất là thanh lịch. Tất cả gọng kính này được chế tác là vàng trắng AU750 và đến full kim cương trên hai vòng kính ở ngoài, và bên hai thành gọng kính cũng được đến full kim cương. Và tất cả những cái vàng này được sử dụng theo công nghệ cao, công nghệ nén vàng đặc biệt không bọt. Và ổ chấu được chạy máy hết, không phải sửa tay, không phải làm tay, nên là chất lượng hầu như là tuyệt đối cho dành cho sản phẩm cao cấp Luxury, và đặc biệt là sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Một điểm đặc biệt trên chiếc kính này là ở trên phần sống mũi, trên cái phần ngang qua nối giữa hai cái đồng kính lại, nối giữa hai phần kính lại thì đó chính là ba viên kim cương 5 ly 4, rất đẹp.